Mến chào quý cô bác anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai nha. Hôm nay em giới thiệu đến cô bác anh chị mình vào lúc 12 giờ có một số cây kiểng đa dạng nhiều chủng loại như bằng lăng, linh sam và một số cây mai chiếu thủy, nguyệt quế với me nha. Cây 1A đầu tiên em giao lưu là cây rừa xưa nha cô chú bác anh chị. Cái này chơi hòn nông bộ ha, cây rất là già cây ha. Em đo tổng cái tàn ngang lớn nhất 84. Chiều cao từ đây xuống tới mặt này ha 35. Cây rừa này lão rồi ha, đang ôm đá luôn nha cô chú bác anh chị. Cái này mình mua về nguyên bệ là mình chơi luôn nha, cây ôm đá cũng lâu rồi ha. Mà số 1A nha, coi kỹ cái đường thân của nó ha, giống như con rồng chạy dài ha, đầu đuôi. Cái này rất là nặng nha, nhưng mà em vẫn bao phí ship và bao an toàn cho cô chú anh chị mình khi đến tận nơi nha. Rồi cái này em cũng không biết đo làm sao nữa. Nữa cô chú bác anh chị nào cần thêm chi tiết nào thì liên hệ số điện thoại em là 0939700449 nha. Chỗ này ha, để đem lộn vô đo. Nó hơi khó đo tí xíu nhưng mà đo vẫn được. Đây. Rồi. Ở cái cốt này là 28 hoành nha cô chú bác anh chị, trừ heo một phân ha. Đá này là đá tự nhiên. Cái này nhân tạo, ta làm á. Rồi cây này em giao lưu với cô bác anh chị mình giá 2.500.000 đồng, bao trọn bộ phí ship nha. Cây rất là nặng và hiện tại đi thì đi nguyên xuyên gì nha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha, cũng là số Zalo liên hệ hàng ngày của chú bác anh chị mình liên hệ đón clip xem chọn cây nha. Em ở Thốt Nốt, Cần Thơ nha. Rồi, mã số 2A. Cây này là cây linh sam trắng phớt hồng. Hàng này là hàng ghép không ghim nha cô chú bác anh chị. Báo trước chứ mình ha. Thì có một vài nhánh thì nó chỉ ra màu tím ha. Cây nó cũng rất là đẹp luôn nha. Rồi, chiều cao cây là 50. Tổng cái tán dài nhất em đo là 92. Linh sam trắng phớt hồng, mã số 2A. Hiện tại cây đang chuẩn bị cho nụ nha. Trên đây có một cái hoa trắng phớt hồng là nó sẽ như thế này nha. Như thế này em đo hoành thân là 26. Cây bộ đế cũng là khá lực ha, cốt cành lớn nha. Hàng này em không gửi chậu đi được ha. 2A. Cây em bao trộn bộ phí ship có giá là 2.200.000 tận nơi nha. Cây rất đẹp ha, dáng bay đủ tàn hết trơn rồi. Số điện thoại của em là 0939700449 nha, mã số 3A. Linh sam siêu bông nha cô chú bác anh chị. Rồi, chiều cao cây như thế này em báo là 20. Tổng tán em đo là 46. Cây thân uống đẹp ha, cho nó ngoéo sát quá cho nên em sẽ đo trên đây cho cô chú bác anh chị mình dễ hình dung nha. 12 hoành thân. Đây, cái đường thân của nó co sát đế ha. Rồi cây này em báo giá toàn quốc 500.000 đồng, không bao gồm chậu, em tiến hành bó bầu nha. Bầu này em mới làm lại rồi cho nên cô chú bác anh chị mình về sang chậu thì cứ để như vậy chăm thôi ha, không cần gỡ bỏ bầu. Mà số 4A. Đây linh sam siêu bông, cây này giá 600. Chiều cao cây 34. Tổng tán 50. Hoa linh sam rất là thơm nha cô chú bác anh chị, hiện tại cây đang ôm nụ ha. Đó. Mã số 4A. Rồi, hoành thân ở chỗ tại vị trí này em đo là 12. Cây giá 600.000 đồng là tất cả chi phí em đều bao hết rồi. Đến nơi mình nhận hàng được kiểm tra thanh toán nha cô chú bác anh chị. Cây mã số 5A. Chiều cao cây em báo là 29. Cũng là dòng siêu bông nha. Tán như thế này là 45. K
Cây này em báo cũng 600 luôn đi ha, cây nào đế cũng khá là đẹp, duyên cây ha. Thân co lắc. Quanh thân tại đây em đo trừ hao dây kẽm luôn á là em lấy 11. Giá ship cũng 600 ngàn đồng cho mã số 6A. Số điện thoại em là 0939700449 nha. Mã số 5A hả, này 6A nha. Đao điểm. Chiều cao cây em báo là 46. Tán ngang cây là 39. Mã số 6A, đao điểm này ít gai và hoa nở rộ màu tím than khá là đẹp nha. Quanh thân ở tại đây em đo là 14. Còn đế ở đây em đo là 24. Rồi giá cây này em giao lưu là 600 ngàn đồng. Đao điểm. Mã số 6A 600 ha. Mã số 7A. 7A cây này là cây me luôn chậu nha. Chậu này là chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha cô chú bác anh chị. Me này rất là già cây rồi. Chiều cao cây em báo là 56. Tán như thế này em đo là 48. Cây rất là dễ vàng và rụng lá khi vận chuyển hầm cây ha. Nên cô chú bác anh chị mình về nhận cây để mát tưới nước giữ ẩm giùm em, cây nó sẽ cho lọc non lại rất nhanh nha. Rồi, quanh thân tại đây em báo như thế này là 12. Hiện tại nhánh thì đã thành phẩm rồi nha. Cây này luôn chậu thì em báo giá với cô chú bác anh chị mình 800 ngàn đồng mã số 7A. Mã số 8A cũng là cây me chua miền Tây luôn ha. Cái này đã từng có trái rồi nha. Mình chăm sóc đủ sức cây sẽ cho trái trở lại nha. Giá cũng là 800 ngàn đồng luôn cả chậu. Chiều cao cây em báo là 62. Tán rồng của cây là 55. Đây. Quanh thân em đo là 11 hoành. Cây có đế nha cô chú bác anh chị nè. Giá 800 ngàn đồng bao phí ship ha, mã số 8A. Số điện thoại liên hệ là 0939700449. Cây sẽ dễ gặp vàng và rụng lá khi vận chuyển ha. Mã số 9A. Mai chiếu thủy trung nu 58, chiều cao ngang là 50. Hai thân ha. Rồi như thế này em đo hoành thân là 13 hoành. Hoành chính chủ đại diện ha. Rồi cái này em giao lưu chị với giá là 600 ngàn đồng, em ship đến tận nơi nha. 9A. Mai chiếu thủy trung nu, dòng này nguyên thủy không ghép nha. Mã số 10A. Đây, hiện tại cây đang lên nụ cho hoa nha cô chú bác anh chị. Rồi chiều cao cây là 50, hoa nào rộ quá là sẽ rụng trong quá trình vận chuyển ha. Tán em đo là 55. Cây này một cốt nhưng thoát thân không cao ha. Mã số 10A. Rồi 23 là hoành thân cây. Giá ship cũng là 600, hai cây thì giảm lại 100 ngàn đồng nha. Tức có nghĩa là 1.1.000, vẫn bao ship bình thường tới nơi ha. Tất cả cây bonsai bên em đóng đi đều đóng thùng mốt nha. 10A 600 ngàn đồng. 11A cũng là 600 luôn nha cô chú bác anh chị. Chiều cao cây như thế này em đo là 70. Tán em đo là 45. Hiện tại cây này có số lượng luôn, ai nhập về bán Tết thì liên hệ với em nha, giá sẽ giảm lại ha. 11A. Dòng này đang ôm nụ ha. Một cái thân đại diện của cây 11 hoành. Đó, em ship tới nơi 600 ngàn đồng nha cô chú bác anh chị. Xuống cây đi. Bạn ơi, bạn bấm hoài luôn các bạn.
Mã số 12A. Cây này em tính 600 luôn đi ha. Chiều cao cây là 65, tán ngang cây là 55. Cây hiện tại chi nhánh cũng đủ hết rồi nha cô chú bác anh chị. Cây này thì cho nu lớn rồi ha. Giá em báo cũng sát với cây rồi nha. Hai cây còn lại giảm nữa ha. Rồi như thế này em đo là 17. 17 hoành thân chính chủ đại diện nha. Em bao trọn bộ phí ship thì cây này có giá là 600.000 đồng. Mai chiếu thủy trung nu. 13A cũng là 600 luôn nha. Chiều cao cây 65, tán ngang cây là 46. Trung nu nha chứ không phải là kim giòn nha. Tại vì cái nhánh của nó nhỏ, cái mình uống bonsai cái lá nhỏ, cái đôi khi những người không biết cái người ta nhìn lộn qua kim giòn. 12 là hoành thân. Giá ship tận nơi cây này 600.000 đồng. Thông qua số điện thoại của em là 0939700449 để mình chốt đơn chú bác anh chị. Rồi cây này cũng 600 luôn. Hoa đang rộ ha. Chiều cao cây như thế này em báo là 55. Tán ngang cây là 43. Một thân chính chủ tại đây em đo là 16 hoành nha. Cây hiện tại thuần chậu sống khỏe, tại vận chuyển đường xa thì cây sẽ gặp tình trạng vàng và mất sức ha. Mình chăm lại nó cũng mau nha. 14A. Giá ship tận nơi thì cây này cũng 600.000 đồng. Dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Mã số 15A. Chiều cao cây là 50, tán ngang cây là 40. Những lá vàng như thế này với là cây đang trong tình trạng hết phân ha. Chú bác anh chị mình về chăm sóc giúp em, cây nó sẽ xanh tươi tốt lại bình thường nha chú bác anh chị. Tổng tán như thế này em đo là 15. Cây củ đế lớn ha. 15A. Giá giao lưu 700.000 đồng ship tận nơi. 16A. Chiều cao của cây là 44, tán ngang của cây là 45. Cái này em bán cũng với giá là 700 luôn đi ha. 16A. Rồi em đo như thế này cho cô chú bác anh chị mình dễ hình dung, tại hai cái đế kia nó sát dưới đó quá. 21. Rồi 700.000 đồng cho cây nguyệt quế lá xoắn hoa chùm mã số 16A. 17A cũng là dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm, cây này lùng lực ha. Chiều cao cây em báo là 35, tán em báo là 45. Cây này mình chăm sóc là cây sẽ hỗ trợ cho nụ lại luôn nha. Đó, cây nụ hoa rất là thơm luôn. Rồi, quanh thân kiểu này, chỗ này là 15. Đó, cây rất già cây, nhỏ nhỏ nhưng mà già cây ha. 17A, em ship tận nơi thì cây này có giá cũng là 700.000 đồng. Ngũ sắc. Cái này gốc trăm mỗi ghép với ngũ sắc nha. Cây này em báo giá chỉ 300.000 đồng. Chiều cao cây ha, 50. Ngũ sắc thái thì rất là xiên hoa nha. Và hoa cho màu rất là đậm. Tán em đo như thế này là 55. Rồi như thế này em đo là 10 hoành thân nha. Cái này cũng rất là dễ vàng và rụng lá hoa nha. Mình chăm sóc lại là ok ha. Rồi cái này em báo giá là 300.000 đồng tận nơi. Cây mã số 19A. Rồi đây là hoa bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nè. Chiều cao cây là 50. Này hoa nở vào một mùa hè trong năm nha chú bác anh chị. Còn mình ghép với tường vi hoặc bằng lăng thái thì cây nó sẽ cho xiên hoa hơn. Rồi em đo tổng thể bệ đế là 100. Cây đang bao da, nứt chồi mạnh ha.
Băng lăng rừng này em giao lưu với giá cô bác anh chị mình chỉ 800 ngàn đồng tận nơi, bao cả trọn bộ phí ship, bao sống 2 tháng nha. Rồi, bể băng lăng rừng mã số 20A. Chiều cao như thế này em báo là 50. Cây hiện tại đang sống khỏe. Bể tổng như thế này là 100. Mã số 20A, cây hiện tại bọng nha. Giá ship như thế này em giao lưu toàn quốc, cây này chỉ với 900 ngàn đồng. Cây rất là rẻ, rất là giá, rất là mềm rồi nha chú bác anh chị. Mã số 20A, 900. 21A, cây này có giá là 600. Chiều cao cây như thế này em báo là 34. Cây này một cốt ha, đặt ha. Những cái mặt cắt này nè, cô chú bác anh chị mình về làm lại. Rồi, 50 là tổng hoành thân. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha. Giao lưu chị với giá là 600 ngàn đồng. Nhìn giá em báo thì cô chú cũng biết rồi đó, bao phí ship thì giá này rất là sát rồi nha. 0939700449 nha. Cây mã số 22A cũng là hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha, 50 là chiều cao. Em đo kích thước thì cô chú bác anh chị mình lưu ý giùm em để biết được độ lớn của cây ha. Có những cái mặt cắt cây núi rừng thì sẽ không có thẩm mỹ lắm nên mình về mình chỉnh sửa lại giúp em. Tổng bể em đo là 60. Rồi, giá giao lưu là 700 tận nơi nha cô chú bác anh chị. Giá hôm nay rất là mềm, 22A bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Mình ghép được cả tường vi hoặc là bằng lăng thái nha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mã số 23A. Cây này ôm đá ha. Tổng bể em đo là 59. Tổng bể em đo nha. 95 hoành thân. Đây là cục đá nè, đá này đá núi nha. Đó. Cái mặt cắt hay là cái vết lũa nào không có đẹp á thì cô chú bác anh chị mình về chỉnh sửa lại bình thường. Cây em vẫn bao sống 2 tháng nha. Nhưng mà cách trồng của mình á thì nó quan trọng hơn. Rồi, cây này em giao lưu với giá cũng 900 ngàn đồng tới nơi luôn. Hai mươi bốn a. Rồi, cây này có chiều cao tương đối là 40. Đó. Rồi, bể này em giao lỗ lộn 90 hoành nha. Đó. 24A ha. Cây bể rất là đẹp. Cái này mình về mình đục đẽo ra giùm em. Tại vì cái này em báo trước là bị khô. Mấy cái vết lũa này khô. Đảm bảo bao sống nha. Rồi, cây này giá giao lưu 1 triệu đồng tận nơi nha. Cây rất là đẹp, dáng ok ha. Cây 25A. Giá giao lưu là 600. Cuối clip ha. Chiều cao cây em báo là 28. Đó. Cây đang đâm chồi khá là mạnh nha. Thì vận chuyển do hàng phôi cho nên có bị dập một hai vài chồi thì cô chú bác anh chị mình thông cảm ha. Cây nó sẽ cho lại chồi rất là nhanh. Rồi, tổng bể em đo là 75. 25A 600 tận nơi. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Thì nhân đây em gửi lời cảm ơn chân thành tất cả cô chú anh chị mình đã tin tưởng ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị mình trong clip này. Hẹn lại những clip tới trên kênh ha.